có. Ôi, mình còn khúc rễ bạc hà, mình đem ra ngoài sân, mình trồng, để mai mốt nó ra bạc hà, để hái vô ăn tiếp. Hỏi chồng bạc hà kìa. Mình có một con dao và mình đi ra vườn. Ô, mình hết cái bạc hà. Ờ. Rửa với ạ, rửa với ạ. Người ta ăn đó. Ủa? Bên này không có cái gì để nấu hết rồi. Ơi. À, nấu. Nấu nước sôi lên đi, cái đồ nước lèo kìa. Mẹ em có làm gì sai không ạ? À? Ủa làm gì vậy? Không có gì vậy? Không. Cái gì? Ăn cắp giặt hả? À, không có. À, cái này tôi thấy còn dư. Tôi cho con tôi. Trời ơi, ăn cắp giặt vậy được luôn à? Mẹ ơi, về, con nhớ mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Dạ xíu nữa tôi qua lại liền. Bà chú nhớ con bà. Nhớ con. Về mẹ ơi, tôi con nhớ mẹ quá. Không có à? Không có về nè. Trời ơi, con nhớ em về. Không có. Tôi con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con nữa. Con hết nhớ mẹ rồi. Ủa, trời ơi, bà ăn cắp làm chi cái đồ mình có rồi vậy? Trời đất ơi, sao không nói? Để mình qua lắm mình copy. Em xin một trái cà nhỏ này được không ạ? Một trái cà nhỏ thôi ạ. Ok. Dạ, cảm ơn anh Lâm rất nhiều. Ê, trả cái cục trò đây. Bỏ vô rồi. Bạc hà mình có phải ngâm muối để bóp không anh Giang? Có. Ôi, mình còn khúc rễ bạc hà, mình đem ra ngoài sân, mình trồng, để mai mốt nó ra bạc hà, để hái vô ăn tiếp. Hỏi chồng bạc hà kìa. Mình có một con dao và mình đi ra vườn. Ô, mình hết cái bạc hà. Rửa với ạ, rửa với ạ. Người ta ăn đó. Giờ bóp, rửa. Đúng rồi, giờ ta bóp, ta cắt xong ta bóp muối mà. Đó, có người mẹ mà người mẹ giờ đi ở đợ rồi. Rồi mình đi chơi thôi. Đi có gì đâu Harry. Bây giờ không có dám bẩm lên nấu bạn gì kìa. Ok. Có biết nấu ăn không? Không nha sếp. Có biết nấu ăn không? Không biết lắm. Không biết luôn hả? Chị có dạ biết thôi, chị có dạ biết thôi, không ai biết hết trơn. Mẹ ơi, mẹ nhà không có dầm ăn. Không có dầm ăn, ăn bằng cài gì. Con về đi, lát nữa mẹ về thăm tụi con. Cái màu cam cam á. Nghệ, đúng rồi. Mình bên phải cắt nghệ. Bên này trước rồi, thôi đổ cái này đi cho cái muỗng. Đúng rồi. Không biết làm gì hết trơn. Ai cha. À, nhà mình có người làm, thấy thoải mái quá ha. Không làm gì hết trơn. Đi chơi đi em cứ đi chơi đi. Chừng nào chơi có nha. Ăn em về. Ừ. Làm lẹ đi, không có làm thời gian đâu. Xin ơi. Không có câu giờ như vậy được. Nhắn một chút xíu tiêu. Ủa nãy trong clip có khúc này không vậy? Nó che hết cục giò rồi. Một cái tô sạch à. Dạ xong. Đã xong ạ. Mẹ. Mẹ ơi về. Chưa con ơi, từ con ơi. Cái gì? Mẹ. Ủa, xong rồi hả? Xong rồi. Thiệt đó hả? Không tin. Coi. Nhanh vậy? Cho coi. Trời ơi, ngon quá vậy. Ủa cục giò ở đâu hay vậy? Cục giò. Nhìn cũng được chứ bộ. Sao đội này làm lâu quá vậy? Hả? Sao lâu dữ vậy ta? Chúng ta còn 30 giây. Chút xíu thôi, lấy chút xíu thôi. Mẹ ơi. Ok. Cái gì ok hoài vậy, làm lẻ đi. À dạ. Cho xin cái muỗng để tôi nếm đi à. 10. Dạ, cái muỗng để tôi nếm. Chờ xíu à. Không, coi thôi, có làm gì đâu, sao đẩy dữ vậy. 7. Gì vậy? Coi thôi à, không 6, có gì hết á. Coi thôi. Múc đi, 5, múc ra đi. 4. Múc ra. 3. Quan. 2. Xong rồi. 1. Hết giờ. Ngon quá. Bên kia 4 người, bên này chỉ có 2 người thôi, người ta làm xong rồi. Ủa, muối đâu hết rồi? Cho em miếng muối. Xong chưa? Dạ, xong. Muối. Giặt mùng bỏ vô chưa? Dạ xong rồi. À, cô cậu ra đi là tôi ra liền, tôi múc ra liền. Thưa quý vị. Dạ. Thời gian đã kết thúc, mời lên món. Ô xin. Dạ. Mẹ. Dạ, tôi đem ra liền. Ô xin thời nào ông hội đồng? Trời mẹ ơi, tội mẹ tôi. Trời ơi mẹ tôi. Trời ơi, người ta bỏ cái này để đem đem lên đây mà. Dạ để rồi, tôi đâu có lo cho mẹ. Rồi, về chỗ.
Dạ tôi về tới rồi. Tôi thưa quý vị. Trời ơi. Như Duy Hề có cuộc chia ly. Như Duy Hề cuộc chia ly luôn. Không biết bao nhiêu. Để đánh giá cái màn nấu ăn này, chúng tôi sẽ mời ra đây Master Chef Nguyễn Thanh Cường. Xin mời Cường. Trước khi mình ăn, mình hãy nhìn một bên nhà giàu, một bên có gì nấu đó. Rồi, bây giờ Cường muốn dùng bên nào trước? Em ăn này đi. Rồi, xin mời. Ủa? Tại sao cốc lát cà chua? Bà Vũ, ra đây. Dạ khoan, anh trước khi ăn để cho em. Đừng la mẹ tôi nữa mà, đủ rồi. Sao lại lên đưa cái một cái nguyên cà chua vậy? Ủa rồi cái gì đây? Ăn mà đưa bằng dao rồi ăn cũng mà. Ăn bằng dao. Dạ được cắt cà chua á. Trời ơi, thiệt không có nể luôn á. Cậu tha lỗi, tôi lớn tuổi nên tôi lộn trước. Tao lấy cái muỗng đi anh, mình phải hấp á. Đã, đã, đã. Anh thử một miếng nước dùng trước á. Đúng rồi. Đúng rồi, phải chan lên. Trời, đầu bếp người ta Masterchef mà lo gì. Lên mấy điều. Con lo quá. Mẹ ơi mẹ, đừng có lo, mẹ nấu ăn ngon lắm. Con cũng biết. Tụi con phải tin. Sao anh tuyệt vời đúng không? Quá trời, ô xin này là của tụi em là tiện. Ăn được không á cậu Cường ơi? Ngon quá trời luôn. Ngon quá trời luôn. À, cho anh miếng nước đi. Sao vậy? Tôi nêm nếm vừa ăn dữ lắm rồi. Ngon mà đúng không? Mình bỏ 3 chai nước mắm chinh su hả? Đây đây là vậy. Anh phạt là mẹ các người phải uống hết cái nước mắm chinh su này để mới vừa được. Uống. Ủa sao vậy cậu? Sao vậy? Bà nêm quá mặn. Ủa thì cái khẩu vị mẹ tôi ăn mặn như vậy. Rồi, tôi cũng nêm rồi thấy mặn rồi, giờ mời bên đây. Tụi con nấu ăn có được không vậy? Không, dạ, tụi ơi, con không biết ơi. Làm gì hết trơn á. Mẹ lo quá. Đâu, nó chỉ cỡ nhà hàng thôi à. Không, chưa ăn thấy mặn rồi. Sao, sao anh ăn đi. Nước mắt quá trời rồi. Trời ơi. Rồi, mời nhận xét. Rồi, mời nhận em xét. Thấy có sự chênh lệch về cái vị giác. Dạ. Bên mặn quá, bên lạc quá anh. Ờ, thì thực ra thì đâu phải là tụi em làm đâu. Cái này là do ai phá thôi. Do bà Vũ hại tụi em. Đúng rồi. Em nghĩ bên đây là 6 điểm. Bên đây 6 rưỡi. Vẫn hơn. Đúng rồi. Thôi đừng mà tôi thấy tụi tôi không xứng đáng đâu. Thưa quý vị, ở cái vòng này cả hai đội đều chơi một cách mờ ám. Không đội nào có điểm. Trời ơi.